Dạ, xin mời mọi người vào học với cô nhé các bạn ơi. Hi everyone, các bạn đã nhìn thấy cô chưa nhỉ? Rồi, xin chào mọi người vào học với cô nào. Future plans, cái này mang nghĩa là kế hoạch trong tương lai. Vậy khi mà các bạn có kế hoạch trong tương lai thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng một số thì đúng không ạ? Và cái thì mà chúng ta hay sử dụng nhiều nhất đó chính là các thì futures, là các thì về tương lai này. Có thể là future simple, là tương lai đơn, là will cộng verb đúng không ạ? Hoặc là will cộng be cộng verb in, tương lai tiếp diễn. Hoặc các bạn sử dụng be going to verb, be going to verb, hoặc tương đương nó là thì be verb in. Đây là hai thì tương lai gần. Chúng ta sẽ có bốn thì thông dụng hay sử dụng trong cách sử dụng về future plans. We often have four commonly used tenses when we want to refer to the future plans. It is the simple future, the future continuous, and we also have some near future tenses. Được chưa? Đầu tiên là tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, và sau đó là các loại tương lai gần. Xong chưa? Rồi, mọi người vào học với cô nhé. So, chúng ta thường có future plan là các thể loại kế hoạch trong tương lai. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy là khi mà các bạn nói về phần kế hoạch trong tương lai, chúng ta sẽ có rất nhiều từ vựng đúng không ạ? Thông thường chúng ta sẽ có một số từ vựng như sau, các bạn cùng học với cô luôn nhé. We have some kind of the short-term plans. Short-term plans. Cái này là kế hoạch ngắn hạn. And we have a long-term plans. Long-term plans là kế hoạch dài hạn. Short-term plans and long-term plans. Short-term plans and long-term plans. Được chưa? Ok everyone, được chưa mọi người ơi? Được chưa? Rồi ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Thông thường khi các bạn muốn nói là một cái kế hoạch nào đấy dài hạn, các bạn sẽ có mục tiêu của mình. Mục tiêu chúng mình sẽ sử dụng từ target, aim, or là goal. Cái này là mục tiêu. I'm building the short-term plans to achieve my goal. I am building my short-term plans in the next 2 years. In the next 2 years to achieve my goals. Đó. Đây là một câu nhé, cô Hằng đã đưa cho các bạn câu cấu trúc sử dụng. Cấu trúc là I'm building, là sử dụng tương lai gần. Tôi sẽ, đúng không? Tôi đang cũng được. Cho nên là tôi sẽ. I'm building my short-term plans in the next 2 years to achieve my goals. Tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch của mình để có thể đạt được cái mục tiêu trong vòng 2 năm tới. Ok, được chưa? Ở đây chúng ta sử dụng từ đó là từ building my short-term plans in the next 2 years. Building my short-term plans in the next 2 years. Ok, rồi vậy Nguyên nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta có 3 từ, một là từ target, hai là từ aim, và ba là từ goal. Các bạn cùng đọc lại với cô nhé. Chào các bạn đang học đi Trang Hà ơi. Nào, hello Trang Hà. Chào các bạn ạ, vào đi. Chúng ta có câu như sau: target, aim, and goal. Từ này không đọc là goal nhé các bạn nhé. Âm này là âm ẩu, nhưng mà các bạn sẽ phải nâng lưỡi lên có chữ L ở cuối đúng không ạ? Goal, target, aim, and goal.
target, aim, and goal. And I have an example. I am building my short-term plans in the next 2 years to achieve my goals. I'm building my short-term plans in the next 2 year, in the next 2 years to achieve my goals. I'm building my short-term plans in the next 2 years to achieve my goals. Được chưa? Tôi đang xây dựng cái kế hoạch ngắn hạn của mình trong vòng 2 năm tới để có thể đạt được mục tiêu của mình. Rồi tiếp tục nhé. I want to challenge myself. Cụm từ challenge myself nó nghĩa là thách thức bản thân mình. Challenge myself, thách thức bản thân mình. Thách thức bản thân mình. Challenge myself, thách thức bản thân mình. Sử dụng cụm từ challenge myself, thách thức bản thân mình. Tiếp tục nha, chúng ta sẽ có từ tiếp theo là get a higher level at work. Get a higher level at work là đạt được một mức cao hơn, đúng không, cho công việc. Vậy cái này giống như là các bạn có get promotion đấy các bạn ạ. Get a higher level at work hoặc là sử dụng thành get promotion at work đều giống nhau. Được chưa? Cô nhắc lại một lần nữa nha, chúng ta có từ challenge myself, cụm từ challenge myself. Từ này không đọc là challenge nhá, mặc dù chỗ này là chữ e nhưng chúng ta không đọc là challenge đúng không? Nhiều bạn nào mà đọc nhầm sẽ đọc là challenge myself thì là không đúng nhá. We have challenge myself, thách thức bản thân mình. And get a higher level at work, get a higher level at work là đạt được mức cao trong công việc bằng cái từ get promotion, bằng cái từ get promotion. Được chưa? Ok, vậy cụm từ này là get promotion at work thì bằng cái cụm từ get a higher level at work. Get a higher level at work. Xong chưa? Rồi tiếp tục nhé, chúng ta sẽ có cụm như sau này. Khi mà các bạn muốn nói là to make my dream come true thì nó cụm từ là make something come true, make my goal come true, make my goals come true. Ví dụ như tôi nghĩ rằng là trong vòng tầm 2 năm tới thì tôi sẽ đạt được ở mức senior và tôi sẽ làm chief accountant, đúng không? Được kinh nghiệm, lên được mức chief accountant là kế toán trưởng ạ, thì mình có thể là to make my goals come true là để cho mục tiêu thành sự thật. Các bạn sử dụng make my goals come true, to make my goals come true để mục tiêu của tôi thành sự thật. Make my goals come true. Được chưa? Đấy, đây là những cụm mà các bạn sẽ thấy chúng ta rất hay sử dụng khi nói về my future plan. Đã, bây giờ các bạn sẽ có công dịch như sau từ tiếng Việt nhé. Ừ. Rồi, công việc của tôi khá là đơn điệu. Tôi mong muốn thay đổi công việc và thử thách bản thân ở lĩnh vực mới trong vòng 2 năm tới. Tôi mong muốn đạt được vị trí cao hơn trong ngành truyền thông. Nào, vậy mọi người dịch cho cô cả cụm này sang tiếng Anh như thế nào nhé. À, cả cụm này chúng ta sẽ dịch sang tiếng Anh như thế nào đây ạ? Rồi, chúng ta có công việc đơn điệu ạ. Chúng ta có tính từ đơn điệu, các bạn có thể sử dụng những từ nào để thay cho cái từ đơn điệu này ạ?
Rồi cô sẽ đợi các bạn trong vòng 2 phút để các bạn có thể translate được câu này nhá. Ở đây tôi có một từ là từ đơn điệu, các bạn có thể thêm cho cô từ này từ monotonous. Monotonous là một tính từ hiện chữ đơn điệu. Có nghĩa là ngày nào mà every day you have to repeat the same task and there isn't anything new in your job through the years, đúng không? Trong công việc của mình ngày nào mình cũng phải lặp đi lặp lại the repeated task, là những cái repeated task. Cái này là từ cũng thêm thôi nhá. Repeated task là những công việc giống nhau. Every day you have to do the repeated task and the job is very monotonous. There isn't anything new in your job through the years. Chẳng có cái gì mới trong cái công việc của mình qua hàng năm. Hàng năm năm nào cũng thế. Vào mùa này thì làm quyết toán cái này, mùa kia quyết toán cái kia, đúng không? Không làm biết là mình sẽ phải làm gì rồi. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là công việc của mình rất là monotonous. Gặp những người giống nhau, làm những công việc giống nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đấy chưa ạ? My work is quite monotonous. Thông thường muốn nói là công việc của tôi, các bạn sử dụng từ là my job nhé các bạn nhé. Job là công việc, còn work là nói việc làm việc chung chung. Việc làm việc chung chung nhé các bạn ơi. Đó. Công việc của tôi khá là đơn điệu, đúng không? Công việc của tôi khá là đơn điệu. Tôi muốn thay đổi công việc và thử thách bản thân ở lĩnh vực mới. My job is quite simple. Ok, sử dụng monotonous or simple cũng được. Nhưng mà nếu các bạn muốn nói thì các bạn có thể nói từ boring cũng được nhé. Chị Thanh Phương có thể thay thế bằng từ boring cũng ok. Monotonous, boring or monotonous, boring đều được. Tiếp theo, I want to change my job and challenging myself. Ở đây đang có sử dụng want to, các bạn vẫn sử dụng want to bình thường, không cần challenging đâu. Cái này là challenge myself thôi. In new field in the next 2 years. In the next 2 years, in around next 2 years. I hope to get a higher level of media. Okay. Tiếp tục, anh Thảo Bùi vừa nói, I want to change and challenge myself. Change my job, đúng không? Thay đổi công việc, đúng không? I want to change my job, I want to change my occupation. Không muốn sử dụng từ job, hoặc sử dụng từ occupation hoặc career đều được nhé. Job, occupation, or career. Na ná cái từ career. Đấy, cái này là những từ mà các bạn thấy là chúng ta có thể thay thế cho nhau được nhé. Có thể thay thế cho nhau được. Interchangeable. Nên là cố gắng các bạn sử dụng và update vào quỹ từ vựng của mình nghe nó hay hơn nha các bạn ơi. Nào, thêm vào đi nào. Ok, vậy bây giờ cô sẽ đọc lại toàn bộ những phần comment của các bạn nhé. Đầu tiên này, đó là bạn Thanh Phương. My job is quite simple. I want to change my job and make challenge myself. Bỏ từ make đi. Sử dụng challenge myself là đủ. In around next 2 years. In the next 2 years là được. Hoặc là in the next 2 years. In around next 2 years. Ok nhé. I hope to get a higher level at media. Hoặc là in media. Cũng được. Câu đấy của chị Thanh Phương tạm được. My job is boring. Anh Thảo này. I want to change my job nha em nhé. Thêm từ my job and change my occupation, đúng không? Tiếp tục and change myself within 2 years. I am expected to get nha. I am expected to get cũng được. Hoặc là I expect to get. To verb mong đợi làm gì? Chứ mình không dùng I am expected. Thông thường I am expected sẽ là bị động, đúng không? Một cái gì để bị động thì mình mới dùng từ này nha em nhé. Anh Thảo để ý lại nha. Anh Trơn, my job is quite simple. I want to change my job and challenge myself in new field in the next 2 years. Đúng rồi. I want to get a higher level in the media industry. Rất tốt, media industry, ngành truyền thông. Media industry, đấy nhá. Mình sẽ sử dụng cụm từ này của anh Trơn là đúng nhất này. Ngành truyền thông ạ. Good, rất tốt ạ. My job is quite monotonous. So Nương, I want to change my job and challenge myself in the new area around 2 years. In the next 2 years. Trong vòng 2 năm tới.
in the next 2 years, trong vòng 2 năm tới. My work is quite monotonous. I want to change my job and challenge myself. Tôi gần được rồi, những người khác đâu ạ? Các bạn tiếp tục comment nào để cô đọc được phần comment của bạn nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có câu như sau, cô sẽ sửa nhé. Câu này của chúng ta như sau này. Công việc của tôi khá là đơn điệu. My job hoặc my occupation is quite monotonous. Khá là, đúng không? Sử dụng tính khó từ quite, monotonous. I want or I would like. Mình có thể thay đổi từ đi cho nó đỡ bị nhàm chán và đơn điệu, đúng không? I'd like to change my job hoặc my career, đúng không? And challenge myself in a new area. Tôi mong muốn đạt được vị trí, đúng không? Vị trí. I expect to get higher level in media industry. Đấy, đây là sản phẩm cuối cùng nhá. Các bạn có thể thay thêm một cái linh hoạt nếu như các bạn thấy là từ của mình nó cũng tương đương tương tự. My job or my occupation is quite monotonous. I would like to change my career and challenge myself in a new area. Các bạn có sử dụng area thì là new field đều được nhé. Một lĩnh vực mới, bạn sử dụng area hay field đều được, không có vấn đề gì cả. Field or area đều được. I expect to get higher level in media industry. Good media industry. Ở đây mang nghĩa là cái ngành truyền thông. Ngành truyền thông. Được chưa mọi người? Bây giờ cô Hằng sẽ đọc lại câu này của chúng ta nhé. My job is quite monotonous. I would like to change my job or my career. I would like to change my job or I would like to change my career and challenge myself. Myself viết liền nhau nhé chị Phương. And challenge myself in the new area or in the new field. I expect to get higher level in media industry. Xong chưa? Được chưa mọi người? Rồi nhá. Nào, từ này là occupation nhá. Lê Hải Anh đang viết sai chính tả nhá. Occupation. My job or my occupation is quite monotonous. I would like to change my job or my career and challenge myself in the new area. I expect to get higher level in media industry. Okay, tiếp tục nào các bạn ơi. Xong chưa? Nếu xong rồi chúng ta sẽ move on nha. Chúng ta sẽ có một số cụm nữa nhé. Nào, chúng ta có thể sử dụng cụm từ attend some training courses. Attend. À, ở đây cũng có một số từ nữa mà quên chưa nói với các bạn nhỉ. Ở đây chúng ta có một số cụm từ vựng này. Một, monotonous. Ai chưa comment thì comment đi nào. Cũng sẽ đợi các bạn trong vòng 1 phút để các bạn hoàn thành cái chỗ này nhé. Nào, đầu tiên chúng ta có từ là từ monotonous, đơn điệu. Repeated tasks là công việc giống nhau. Repeated tasks. Ở đây nếu mà các bạn đọc theo Anh Mỹ, nếu mà cô Hằng đọc theo American English, I will sound it as repeated task. Repeated task. Đúng không? Repeated that. Repeated task. Thì thành repeated. Repeated task. Repeated task. Dạ. Rồi, câu này có nghĩa là công việc giống nhau. Repeated task. Job, occupation and career. Ba từ này có thể giống nghĩa nhau và các bạn có thể sử dụng thay nhau trong một số trường hợp. Job, occupation and career. Job, occupation and career. Job, occupation and career.
Xong chưa ạ? Tiếp tục chúng ta có động từ expect to verb. Mong đợi làm gì đấy? I expect to verb. Cuối cùng chúng ta có từ media industry là ngành truyền thông. Và cô sẽ đọc lại một lần nữa trong phần này để các bạn có thể nghe và nghe theo và làm theo nhé. Nhớ luyện phần pronunciation của cô Hằng nhé. Câu của cô như sau này. My occupation is quite monotonous. I would like to change my career and challenge myself in a new field or in a new area. I expect to get higher level. Level không phải level nha, đừng có đọc là level mà là level. Nâng cái lưỡi mình lên vì âm này là âm cuối từ L đúng không? I expect to get higher level in media industry. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có từ tiếp theo nhé. Chúng ta có động từ attend training courses. Attend training courses ở đây là tham gia các khóa đào tạo. Được chưa? Attend training courses là tham gia các khóa đào tạo. Tham gia các khóa đào tạo, được chưa? Thông thường nếu mà mình muốn thay đổi công việc này, muốn thay đổi cuộc sống của mình thì chắc chắn các bạn không thể thiếu được cái phần education đúng không ạ? Education ở đây mang nghĩa là học vấn, học tập. Attend training courses, xong chưa? Tham gia khóa đào tạo đúng không ạ? Muốn thay đổi công việc chắc chắn phải có training courses đúng không ạ? Tiếp tục, get proper certificate, có bằng cấp phù hợp. Trong ngành gì các bạn tùy nhá. Cái này tí các bạn sẽ đặt câu cho cô. Get proper certificate, get proper certificate in cái gì để tự xem à? Mỗi người một ngành khác nhau đúng không? Get proper certificate in banking, get proper certificate in ACCA or CPA. Đấy là cái tiếng các bạn. Được chưa? Mình thêm cái ngành đấy vào sau. Get proper certificate in. Get proper certificate in. Attend training courses. Attend training courses. Get proper certificate in. Xong chưa? Ok, rồi tiếp tục nha, chúng ta sẽ có một số từ nữa này. Các bạn có thể sử dụng một số cụm từ như là human management, human management, quản lý nhân sự. Quản lý nhân sự. Marketing, ngành truyền thông đúng không ạ? Marketing truyền thông. Marketing truyền thông, human management quản lý nhân sự, marketing ngành truyền thông. Rồi tiếp tục chúng ta có thể sign up. Sign up là đăng ký một cái khóa học cái gì đấy hoặc chương trình gì đấy, sử dụng từ sign up hoặc các bạn sử dụng cụm từ take up cũng là bắt đầu làm gì. Take up a course in marketing or take up a course in personnel management. Đúng không? Đây là một số cụm mà các bạn nên biết nha. Attend training courses, get proper certificate, human management, marketing, sign up, take up.
Được chưa ạ? Nào bây giờ cô sẽ đọc lại toàn bộ phần này nhé. Đầu tiên chúng ta có từ attend training courses, tham gia các khóa đào tạo. Get proper certificate in, for example, get proper certificate in pedagogy. Pedagogy là giảng dạy, đúng không? Giống như kiểu sư phạm ấy. Human management, ví dụ một câu như này nhé. I am signing up a course in teaching and training to get proper certificate in pedagogy. Pedagogy. Cái này là sư phạm. Đây là một câu ví dụ của cô Hằng. Tôi sẽ signing up a course là đăng ký một khóa học in teaching and training, về việc giảng dạy và đào tạo, to get proper certificate, để có thể có được một cái tấm bằng phù hợp in pedagogy. In pedagogy có một cái chứng chỉ ở một tấm bằng phù hợp về sư phạm. Được chưa? Rồi đây là từ vựng cô cho thêm các bạn nhé. I'm signing up a course in teaching and training. Teaching là giảng dạy, training là đào tạo. To get proper certificate, get proper certificate là một cái tấm bằng phù hợp in pedagogy. In pedagogy là ngành sư phạm. Ví dụ như cô Hằng là một người đi dạy thì cô sẽ phải sử dụng từ này. Còn nếu các bạn ngành gì thì các bạn tự thêm vào nhá. Rồi nào, vậy bây giờ mời mọi người cùng đặt cho cô một câu với một số cụm từ ở bên trên nhé. Các bạn có thể sử dụng hết các cụm ở trên đây, hoặc các bạn không dùng hết cũng được. Các bạn dùng cô cụm nào cũng ok nhé. Cô đọc lại toàn bộ phần này và cô sẽ bôi màu vàng để các bạn dễ nhìn nhé. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lên trên phần này toàn bộ của từ vựng này. Attend training courses. Attend training courses là tham gia khóa đào tạo. Get proper certificate in. Get proper certificate in. Human management là quản lý nhân sự. Marketing là ngành truyền thông. Sign up hay là take up thì nghĩa là mình bắt đầu một cái gì đấy. Hai cái này có thể được để ngang hàng với nhau, ok. Được chưa? Ví dụ của cô Hằng là I'm signing up a course. I'm signing up a course. Tôi chuẩn bị làm gì đấy, hoặc là I'm going to sign up. Cái này là tùy các bạn nhé. Cô Hằng đang sử dụng ở thì tương lai gần. I'm going to sign up or I'm signing up a course. I'm signing up a course in teaching and training to get proper certificate in pedagogy. Rồi đặt cho cô một câu này các bạn ơi. Đặt cho cô một câu khi mà các bạn muốn định hướng là mình muốn thay đổi công việc và thay đổi cuộc sống của mình thì mình sẽ học cái gì ạ? Các bạn sẽ học cái gì? Hoặc thay đổi bằng cấp như thế nào? Nào mời mọi người comment luôn cho cô nhá. Dành cho các bạn 2 phút nha, các bạn cùng comment lại cho cô nào. Rồi, Cindy Lê còn nói, I am signing up a course in human resource management to get proper certificate in HR, okay? I am signing up a course in system management to get proper certificate in ISO. Good. I am nhá, nhớ là I am signing up a course in human resource management. Thông thường của nó sẽ là human resources management. Human resources management, quản lý nhân sự. Human resources management.
Rồi, I'm signing up a course of Miss Hằng online. An online course. Nếu mà mình là I am signing up hoặc taking up an online course. Đấy, cái từ online sẽ để trước vì lý do là online nó đang đóng vai trò như một tính từ, đúng không? I'm signing up or I'm taking up an online course, đúng không? Of Miss Hằng, đúng không? To improve my English skills, but sometimes I don't have time to attend the course. Okay, attend classes, đúng không? Đi học và sử dụng từ attend classes. Đi học. Còn nếu mình bỏ học sẽ là skip classes và skip lessons, đúng không? Là bỏ, nghỉ học ấy, nghỉ buổi ấy. Đấy, một số từ vựng mà các bạn có thể thay đổi nhé. Tiếp tục nào. Ở đây chúng ta có một từ là từ Human Resources Management. Human Resources Management. I'm signing up or taking up đều được. Các bạn sử dụng signing or taking đều ok. Signing up or taking up an online course. Một cái gì đấy? Một cái khóa học online. Các bạn sử dụng online course chứ không phải là course online nhé các bạn nhé. Chúng ta sử dụng cụm từ thì bao giờ cũng có tính từ đứng đằng trước danh từ. Đó, tiếp tục nào. Còn một phút nữa để các bạn hoàn thành nào, như thế nào. So I have been working for a foreign company for more than 18 years. I have to attend many training courses to complete my skills, especially communication skill, negotiation skill, and so on. Okay? Chị Thanh Hương lấy trước chị especially đánh dấu phẩy thôi nhá. Now I am the manager and I constantly sign up other training courses to learn more skills. Okay, rất hay ạ. Này. Chị Phương, một người không có gì ngoài tiền ạ. Chị chia sẻ như sau. Now, I have been working for a foreign company for more than 18 years. I have to attend many training courses to complete my skills. Đấy, nói chung là học sinh của Hoàng thì thông thường là đã học tốt thì học giỏi này, đúng không ạ? Vị trí cao rồi thì mọi người lại càng chịu khó học. Nên là mọi người chịu khó là phải học nha. Luôn luôn học không ngừng nghỉ, especially communication and negotiation skills. The communication phải này, đúng không? Mình sử dụng come up, negotiation skill and so on. Now I am a manager and I constantly sign up other training courses to learn more skill to acquire. Acquire thì cái từ acquire này đúng kiểu như là để đạt được, đúng? Đạt được hoặc là có được, nghe nó hay hơn. Get more skill hơn là learn, vì từ learn ở trên thì chị cũng có nói rồi. Rồi, ok, good. Đây là câu của chị Phương nhé, các em có thể đọc lại để mọi người có thể tham khảo luôn câu của một bạn. I have been working for a foreign company for more than 18 years. I have to attend many training courses to complete my skills, especially communication, negotiation skills, and so on. Now I am a manager and I constantly sign up other training courses to acquire more skills. Đạt được cái gì đấy sử dụng động từ acquire. Now, I am going to take up a course in bartender to get proper certificate in F&B. Okay. Được rồi ạ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ học đến đây nhé mọi người. Chúng ta đã có cấu trúc liên quan đến phần future plans. Đặc biệt là các bạn đang có ý định đổi việc, muốn trình bày cái vấn đề đấy trong tiếng Anh như thế nào. Các bạn về nhà học bài cho cô nhé. That's all for today. Bye bye and see you.